Tôi đến Los Angeles là muốn xem quý vị nghe kinh như thế nào, quý vị học Phật Pháp có tiến bộ và hiểu được gì không? Mặt khác, tôi cũng muốn coi thử hơn 10 năm về trước tôi giảng kinh ra sao. Quý vị không nên có lòng chấp trước, bảo rằng Hòa Thượng trụ trì về đây mà cũng không thuyết pháp cho chúng ta nghe. Kỳ thực hàng ngày tôi vẫn thuyết pháp cho quý vị đó, ở đây mỗi ngày đều có tiếng của máy ghi âm qua các băng ghi âm để lại từ trước. Lúc đó tôi còn trẻ, tinh thần tương đối sung mãn, giảng kinh còn hay hơn bây giờ nhiều. Nếu quả quý vị muốn nghe tôi giảng kinh, thì bất cứ thời khắc nào cũng có thể nghe được, chẳng cần phải đợi lúc tôi về đây mới có thể nghe kinh. Hồi đó giọng tôi nói, ý nghĩa tôi giảng ra so với ngày nay đều hay hơn. Chẳng qua, đây cũng do lòng tham của các vị cứ muốn tôi giảng nữa. Hiện nay tôi gắng sức thu xếp để nghỉ ngơi, cho nên quý vị phải tự mình lo lấy, tự mình liệu cách để hoằng dương Phật Pháp. Bài Chứng Đạo Ca là do một vị tổ sư người Trung Hoa tên là Huyền Giác trước tác. Sư quê quán ở Vĩnh Gia, một địa danh của Trung Quốc thuộc Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, huyện Vĩnh Gia. Ôn Châu cũng như Phúc Châu, Ninh Ba, Quảng Đông, mỗi nơi đều có tiếng nói địa phương riêng. Người ở vùng khác nghe rất khó hiểu, cái đó là do tiếng nói ở Trung Quốc không thống nhất. Giọng nói cũng như tiếng nói có sự khác biệt tùy theo từng vùng. Khi lên 4 tuổi, sư đã được cha mẹ gửi vào chùa cho xuất gia và sau này trở thành một người học rộng vô cùng. Số là mới 4 tuổi đã xuất gia nên nhà chùa phải kiếm người chuyên môn đặc biệt dạy riêng cho sư. Vì vậy mà căn bản học vấn của sư rất vững vàng, học đã rộng lại dụng công tu tập nên sư đã được khai ngộ. Ngộ rồi sư không giữ pháp riêng cho lợi ích của chính mình nên đã viết thành bài ca chứng đạo khai thị mọi người, muốn cho tất cả được hiểu thấu và nhận thức đúng chánh pháp để tu hành. Hồi đó sư nghe nói lối chuyển tâm ấn, nhĩ đề diện mệnh, khẩu thọ tâm hội, tức phải đối diện gì tai, lời trao tâm lãnh của phái Tào Khê, tức lục tổ ở chùa Nam Hoa, được truyền thừa y bát từ Phật Thích Ca. Sư bèn không quản ngàn dặm đường xa tới kiếm lục tổ để cầu ấn chứng. Sư tới chùa Na Hoa thì gặp lục tổ đường thuyết pháp. Sư đắp y, tay cầm tích trượng, tiến lên pháp tòa, đi nhiễu bên phải 3 vòng, rồi đứng trước lục tổ, không cúi đầu đảnh lễ mà quát lên một tiếng lớn. Tổ hỏi, người xuất gia gọi là sa môn phải có phép tắc, phải đủ 300 oai nghi, 3.000 tế hạnh. Tại sao ông tới đây mà lại có thái độ thô lỗ như vậy, một chút lễ phép cũng không có? Sư đáp, sanh tử là việc lớn, vô thường quá mau. Sư muốn nói rằng việc dụng công tu tập quá cấp bách, làm gì còn thời gian để làm lễ nữa, làm gì còn thời gian để lo những điều tiểu tiết, để nghiên cứu cái gì là 300 oai nghi, 3.000 tế hạnh. Chẳng còn chuyện gì to lớn bằng chuyện sanh tử, quỷ vô thường đến bất chợt lúc nào không hay, vậy tôi còn thời gian nào để hành lễ nữa? Tổ bèn nói, sao chẳng thể giải cái không sanh và liễu ngộ cái không mau chóng? Ý tổ muốn nói rằng, sao không nghiên cứu pháp vô sanh, sao không minh bạch đạo lý của cái không mau? Sư thưa lại, thể giải tự tánh tức là không sanh, liễu ngộ tự tánh rồi thì vốn không có mau chóng. Ý tổ nói rằng, đừng nói tới nghiên cứu, bởi nghiên cứu không kiếm ra sanh tử. Khi minh bạch rồi thì không có cái gì gọi là mau chậm, cũng không có cái vô thường. Tổ bảo, nếu ông đã nói rằng thể giải tức vô sanh, ngộ rồi thì vốn không có mau, vậy ai là kẻ phân biệt? Ý nói rằng ai là người có ý nghĩ phân biệt đó? Phân biệt cũng chẳng phải ý, nghĩa là không có tâm niệm tại chỗ phân biệt. Lúc đó lục tổ bèn ấn chứng cho đại sư Vĩnh Gia. Đúng thế, đúng thế. Sư thấy tổ đã ấn chứng cho mình, bèn dùng đầy đủ oai nghi, lễ tạ tổ, sau đó sư xin cáo từ. Tổ thấy sư tới nơi chỉ nói mấy câu rồi ra đi, mới hỏi rằng sao lại ra đi quá mau như vậy? Sư thưa, vốn tự không động, há có mau ư? Sư muốn nói bổn lai không đến không đi thì có gì là mau chậm? Ông thiệt đã chứng được ý vô sanh. Vô sanh có ý sao? Không ý, cái gì phân biệt được? Phân biệt cũng không phải ý. Ông có thể liễu nhưng không nên đi. Lúc đó sư biết rõ lục tổ quả đã ấn chứng cho mình, nên sư ở lại chùa Nam Hoa một đêm. Người đương thời gọi sư là Nhất Túc Giác, ngộ một đêm. Đó là công án về chuyện đại sư Vĩnh Gia gặp lục tổ và được tổ ấn chứng. Đời sau có kẻ khoe tài học vấn đưa ra giả thuyết rằng bài Chứng Đạo Ca là do đại sư Hà Trạch Thần Hội trước tác. Chúng ta thấy cả hai vị đại sư Vĩnh Gia và Hà Trạch đều là những bậc cổ đức,
Và chính các vị đó chẳng ai tự gán cho mình là tác giả của bài nọ hay bài kia. Giờ này chẳng hề có điều gì tranh cãi về chuyện này. Này có người lại đặt thêm chuyện, hòng dối gạt người khác, đem cái của người này khoác vào cho người kia, làm thành một sự dối rắm. Thật ra bài Chứng Đạo Ca là tác phẩm của Đại sư Vĩnh Gia, có điều cổ nhân trước tác xong, chẳng phải nhất thiết ghi lại tên mình, nên mới có người đời sau bới lông tìm vết, cố ý sanh chuyện mà bảo là Đại sư Hà Trạch đã trước tác. Học vấn và đạo đức của Đại sư Vĩnh Gia thì vào thời đó ít có ai được như vậy, trí huệ và biện tài của Ngài cũng ít người sánh kịp. Do đó bài Chứng Đạo Ca do sư trước tác thật là vô cùng đặc sắc, vừa đơn giản vừa sáng sủa, khiến cho người đời này đọc lên cảm thấy tâm bồ đề rào rạt và trí huệ cũng bừng sáng. Tôi đến nước Mỹ lần đầu giảng kinh Kim Cang, tôi không để lại bút ký hay ghi lại những lời chú giải. Lúc đó đại chúng đều là người Trung Hoa, nên mọi người nghe giảng xong là đủ rồi. Tới khi giảng đến tâm kinh, cứ mỗi tuần lễ tôi giảng một câu, hai câu hay ba câu, làm thành một đoạn. Tại mỗi đoạn tôi làm 8 câu tụng kệ để giảng, từ đó làm thành tập Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Phi Đài Tụng Giải. Khi ấy mỗi tuần lễ tôi giảng một lần, vì bình thời mọi người đều bận, không thể tới nghe được. Trước tôi ở trong căn hầm, không có cửa sổ, chỉ có cửa ra vào, không khí thì ẩm thấp, thiếu ánh sáng mặt trời, ban đêm không nhìn thấy trăng sao. Tại chỗ ấy tôi giảng Kinh Kim Cang. Về sau khi dọn tới đường Waverly thì tôi giảng Tâm Kinh, và tiếp theo đó tôi giảng Vĩnh Gia Đại sư Chính Đạo Ca, Chứng Đạo Ca năm 1965. Tôi dùng thẻ văn ngôn, cổ văn viết ra để giải thích. Sau đó tôi giảng, về sau người ta in thành tập Vĩnh Gia Đại sư Chứng Đạo Ca Thuyên Thích. Quý vị như muốn biết những gì tôi đã giảng pháp năm xưa thì có thể đọc Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Phi Đài Tụng Giải, hoặc có thể nghiên cứu Vĩnh Gia Đại sư Chứng Đạo Ca Thuyên Thích. Nói về bài Chứng Đạo Ca, khi tôi bắt tay vào nghiên cứu Phật Pháp, tôi rất thích bài này. Tôi đọc đi đọc lại, đọc tới thuộc lòng. Cũng do sở thích đó mà đây lần thứ 3 sau ngày tới đất Mỹ, tôi dùng bài ca để bố thí Pháp, giảng giải cho mọi người nghe, rất cần thiết cho bao nhiêu sinh viên thanh niên tại đất Los Angeles này nghiên cứu về Chứng Đạo Ca. Lần này có người hỏi tôi có giảng kinh không, những cuộn băng ghi âm khóa giảng ngày trước không hiểu so với ngày nay tôi giảng kinh ra sao. Hồi xưa tinh thần còn sung mãn, thân thể không có đau yếu nhiều, giảng pháp có nghị lực, ý tưởng lại có nhiều phần sáng tạo nữa, nên lời pháp giảng ra không có chút gì là ủy mị, khiến người nghe phải chán nản buồn ngủ. Này vì lẽ gì quý vị còn muốn tôi giảng kinh nữa, có các băng ghi âm thay thế giúp cho tôi yên ổn nghỉ ngơi. Nhưng một số đệ tử không chịu buông tha, cứ thôi thúc tôi giảng. Hôm nay ngồi trên pháp tòa, một linh cơ chợt tới. Tôi nghĩ rằng giảng Vĩnh Gia Chứng Đạo Ca cũng là tốt. Mọi người nghe xong đều biết sướng tụng bài ca để người ta được nghe mà sớm khai ngộ. Đại sư, thế nào là đại sư? Đại là do ý nghĩa giáo hóa chúng sanh rộng khắp ba giới. Sư tức là thầy của trời người. Lại còn nghĩa, người nào lấy pháp làm thầy, hết mọi pháp đều tuân theo, coi pháp như một vị sư trưởng, hoặc lấy pháp để bố thí cho hết thảy chúng sanh, đó là những ý nghĩa của chữ sư. Đây là một thứ mẫu mực khuôn phép tiêu chuẩn, một cái gì để mọi người bắt chước, như vậy gọi là sư. Vị đại sư này mới 4 tuổi đã xuất gia, rồi sau đó từng giờ từng khắc dụng công tu hành tìm thầy học đạo, cho nên trong bài ca có ghi như sau: Du Giang Hải Thiệp Sơn Xuyên, Tẩm Sư Phỏng Đạo Vị Tu Thiền, Tự Tòng Nhận Đắc Tào Khê Lộ, Liễu Chi Sanh Tử Bất Tương Quan. Dịch nghĩa: chơi biển cả dạo rừng thiêng, tìm thầy học lấy đạo tham thiền, từ ngày rõ nẻo Tào Khê ấy, mới hay sống chết chẳng tương can. Du Giang Hải nghĩa là đi các nơi tìm hỏi thiện tri thức. Thiệp Sơn Xuyên tức leo trèo lặn lội các núi cao sông lớn, tìm thầy kiếm bạn để học đạo, thỉnh giáo các thiện tri thức, những người sáng suốt để họ chỉ vẽ cho mình. Cho nên nói tầm sư phỏng đạo vi tham thiền, một lòng hướng tới việc giải quyết vấn đề sanh tử và chuyên học pháp môn tham thiền. Tự tòng nhận đắc tào khê lộ là có ý nói từ ngày sư hiểu thấu mục tiêu tối hậu của phái tào khê là truyền tâm ấn, sư liền liễu tri sanh tử bất tương quan. Tức hiểu minh bạch vấn đề sanh tử và chẳng còn gì thắc mắc nữa. Chứng nghĩa là chứng đắc,
và cũng có nghĩa là có sự chứng minh rằng đạo có thể chứng, có thể tu, có thể hành. Chứng cũng là ấn chứng, ý nói là chứng cớ, bằng chứng. Nói về ấn chứng thì người tu đạo khi đã được khai ngộ, họ không thể tự mình ấn chứng cho mình, mà phải tìm sự ấn chứng nơi các cao tăng hay thiện tri thức lớn để các vị này chứng minh cho. Họ không thể tự xưng mình đã khai ngộ, đã chứng quả. Nếu họ làm vậy thì tức là chưa chứng quả mà đã nói là chứng quả. Vị chứng ngôn chứng, vị đắc ngôn đắc, chưa có trí huệ chân chánh mà tự cho là có. Tức trong Phật giáo nó là phạm vào đại vọng ngữ, một tội bị rút lưỡi đọa địa ngục. Cũng vì lý do đó, người tu hành không thể tự mình xưng làm tổ sư mà phải có thiện tri thức đủ minh nhãn hay một tổ sư đến ấn chứng, lúc bấy giờ mới có thể được tôn lên làm tổ sư. Đạo. Ông Hàn Dũ rất hữu lý khi ông nói do cái ấy mà đến gọi là đạo, do thị nhi trí yên thị vị đạo. Từ chỗ này đi đến một chỗ khác là một đạo lộ, con đường. Nhưng cái ông nói đó là đạo lộ của người đi, còn chúng ta thì nói về đạo lộ của người tu hành. Tu theo đạo lộ này thì thời tu ở bên trong, chẳng phải ở bên ngoài. Cho nên nói phải thánh ở bên trong mới làm vương ở bên ngoài. Cốt cách phải thông minh, đốc trí, có trí huệ của thánh nhân thì ra ngoài mới có thể giáo hóa chúng sanh được. Ở Trung Hoa có Thương Hiệt là người đặt ra chữ. Thương Hiệt là một Bồ Tát tái sanh, là do ông lại biết đặt chữ. Bởi ông có thiên nhãn thông, cho nên khi ông đặt ra chữ, một số lớn dùng lối tượng hình. Tượng hình nghĩa là chữ giống như hình, lấy thí dụ chữ đạo. Chẳng hạn, ở trên có hai chấm, một nét chấm tượng trưng cho âm, một nét chấm cho dương. Nếu hai nét này là một nét phết và một nét mác thì sẽ tạo thành chữ nhân. Nếu cũng hai nét phết và mác rời nhau thì đó là chữ bát. Nếu nét phết ngắn hơn một chút còn nét mác dài thêm một chút thì biến thành chữ nhập. Như vậy là chỉ hai chấm trên đầu chữ đạo mà có bao nhiêu sự biến hóa. Này hai chấm trên đầu chữ đạo tượng trưng cho âm dương, cũng tượng trưng cho chữ nhân. Chữ nhân tách ra là một âm một dương. Ở dưới hai chấm lại có một vạch ngang là chữ nhất. Cái gì làm thành chữ nhất vậy? Tự nhiên mà có chữ nhất sao? Chữ nhất là do số 0 mà sanh ra. Số 0 bị cắt rồi đem kéo thẳng ra thì có chữ nhất. Ta cũng có thể nói hai chấm trên đầu chữ đạo là do số 0 bị cắt thành hai khúc, biến thành một âm một dương. Chữ nhất bao gồm cả âm dương, do số 0 biến thành. Sau đó lại thêm chữ tự. Ý nói tu đạo là phải do tự mình. Phối hợp lại với hai chấm và nét ngang ở trên, ta sẽ có chữ thủ. Thủ tức là cái gì lớn nhất trong đời sống. Thủ là chỉ cái đầu, và cũng như cái đầu vậy. Việc trọng yếu nhất là liễu sanh thoát tử ở ngay nơi mình, chứ không phải hướng ngoại tìm cầu mà được. Cho nên chính mình phải tự tu tập. Bên cạnh chữ thủ lại thêm chữ tẩu mới thành đủ nét của chữ đạo. Đạo là phải tu hành, tu là phải hành, phải thực hành, cho nên mới có chữ tẩu ở bên cạnh. Đó là đại khái về ý nghĩa của chữ đạo. Hai chấm trên đầu chữ đạo biểu hiện âm dương, cũng biểu hiện hai mắt của con người, hai tai hoặc hai lỗ mũi. Đại lược tượng trưng như vậy, mắt, tai, mũi, bất luận bộ phận nào đều nằm trên cơ thể, cho nên không thể tìm kiếm cái ở bên ngoài để dụng công, mà công phu là phải thực hiện ở bên trong. Bởi vậy đạo tức ở ngoài là đạo hữu hình, bên trong là đạo vô hình. Đạo hữu hình là đạo của sanh tử, đạo vô hình là đạo của liễu sanh thoát tử. Đại sư Vĩnh Gia làm bài chứng đạo ca là nói về đạo dứt sanh tử, đó là đạo mà trong tự tánh mỗi cá nhân phải noi theo mà tu. Ca, ca là sướng ca. Trong bài chứng đạo ca, sư không dùng thể thơ văn xuôi hay thể phú thể từ mà dùng thể ca để người ta có thể sướng hát. Hát để làm gì? Để có thể rèn nặng tâm tính, trí huệ nảy sinh, từ cái nọ lan sang cái kia, có thể nhân lời ca giọng hát mà ngộ đạo. Đó là ý của sư khi trước tác. Bổn lai của thiền tông là nói tướng mà lìa ngôn từ, chẳng có gì để nói. Lìa tâm duyên tướng, tâm tưởng chẳng tới được. Lìa các tướng văn tự, chẳng có văn tự để tả. Nếu đã như vậy thì cớ sao đại sư Vĩnh Gia từ chỗ chẳng có chuyện gì bày đặt chuyện viết thành bài ca chứng đạo, vậy chẳng phải là thừa thãi hay sao?
Không phải đâu, sự biết rõ thiền tông là lìa lời mà nói tướng, lìa tâm duyên tướng, lìa tướng văn tự, quét sạch mọi pháp, lìa hết mọi tướng, một pháp chẳng lập. Nhưng sư vẫn phải dùng lời ca ngôn ngữ để biểu dương đạo lý, đặng tiếp dẫn những người chưa hiểu, khiến họ thấy hứng khởi trong câu ca. Cũng như ta thường nói, đưa ra cái xấu thì có cái tốt, vị đắng mà thuốc lành. Bởi vậy, không cần nói mà sư nói, không cần viết ra mà lại viết thành bài ca. Ý của sư là chỉ cốt thúc, đẩy mọi người phát khởi bồ đề tâm. Nguyên trong việc tu hành là không có gì để nói năng cả. Nhưng sao lại có ca ở đây? Mà đã không có ca, lại bảo giải thích ca. Thuyên thích lời ca là nghĩa làm sao? Há chẳng phải là quá bày đặt hay sao? Có điều tôi thấy Đại sư Vĩnh Gia chẳng ngại phiền hà, dáng tìm cách tiếp dẫn chúng sanh, nên tôi cũng muốn nói theo mà chẳng tự lượng sức mình, chẳng kể cái vốn học hỏi quê mùa và ít ỏi của mình, rườm rà đem ra một chút kiến thức nông cạn để chú thích bài ca lấy tên là Vĩnh Gia Đại sư chứng đạo ca thiền thích. Bài này đem ca lên khiến mọi người cảm thấy như được khai ngộ, đọc thì thuận miệng, dễ thuộc. Lần đầu tiên tôi bắt được bài này trong lòng vui mừng vô tả, bỏ ngủ mà không mệt, bỏ ăn mà không đói, cho đến áo quần cũng chẳng cần tới nữa, cứ như vậy ngày ngày ca nó, tụng nó, cho tới thuộc lòng nó lúc nào không hay. Có điều tôi không hiểu, sau khi nghe tôi giảng bài này, có vị nào cảm thấy mình cũng cao hứng giống như tôi chăng? Lần tôi giảng chứng đạo ca ở San Francisco, tôi không thấy ai đặc biệt chú ý tới nó như vậy. Chẳng có ai quan thiết tới nó đến nỗi quên ăn, quên ngủ. Mới hay rằng, căn tánh mỗi người chẳng giống nhau. Có người thích bộ kinh này, có người ưa bộ kinh khác. Người thì bảo kinh này hay, kẻ thì nói kinh kia không hay. Thật ra, đó là những quan niệm sai lầm. Trong các kinh Phật nói ra, chẳng thể nói kinh này hay, kinh kia không hay. Pháp nào Phật nói ra cũng đều là hàng đầu, cũng đều là vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ cả. Nếu như chúng ta đem cái tâm cầu pháp thế gian để cầu Phật pháp, bất tất phải đem hết cái tâm đó ra, chỉ cần có một nửa sự thành tâm đó là đủ lắm rồi. Quý vị thấy người thế gian cầu danh cầu lợi, ngày ngày tính toán làm sao để có danh có lợi, thâu được cả hai, làm sao cho mình được nổi bật, cho mọi người tin tưởng. Tài sắc danh thực thủy, tài sắc danh ăn ngủ, các pháp thế gian ai cũng hết lòng cầu mong. Nếu chúng ta cầu pháp xuất thế gian với một tâm vui sướng cùng cực như vậy, lúc nào cũng canh cánh bên lòng, thì có lo chi chẳng thành đạo nghiệp, chẳng thành Phật, chỉ vì mọi người đối với ngũ dục, tài sắc danh thực thủy thì đều tích cực. Nhưng đối với chuyện tu hành lại không có được sự cần thiết đó, không có lòng kiện thành như vậy. Tuy cũng lễ Phật tụng kinh nghe kinh, nhưng nói chung không có lòng sốt sắng, như họ đã dành cho các vấn đề ngũ dục, tài sắc danh thực thủy của pháp thế gian. Cho nên tôi mới nói rằng một phân nửa của tâm cầu pháp thế gian để cầu Phật pháp cũng là hay lắm rồi. Quý vị nghĩ lại mà coi, trong số mọi người ngày nay đi làm, chỉ có quý vị làm ở vạn Phật là không kể công. Họ làm trong tinh thần hy sinh để phục vụ Phật pháp. Thử hỏi người đời có ai đi làm trong tinh thần đó? Nếu như cầu pháp xuất thế mà có được một nửa tinh thần như vậy thì lợi lạc biết chừng nào. Tôi cứ thấy tâm trạng đó của người thế gian mà trong lòng không ngăn được sự cảm thán. Thiền thích nghĩa là làm cho hiển lộ, làm cho ý nghĩa được sáng tỏ, khiến mọi người dễ hiểu. Chẳng phải những gì có tính cách cao siêu thâm áo có thể gọi đây chỉ là những lời lẽ của một kẻ có kiến thức hẹp hòi, nhưng nhìn bầu trời xuyên qua một cái ống, hay lấy vỏ sò để đong biển cả, để mong rằng giải chứng đạo ca. Chứng đạo ca nói lên phương pháp tu hành, nếu chúng ta hiểu thấu phương pháp đó, quen thuộc với nó, thì cũng có thể chứng đạo. Theo cách phân loại của Tông Thiên Thai, thì bài ca này thuộc loại nhân pháp lập đề, dùng người và pháp đặt tên, vì Vĩnh Gia là tác giả, là nhân, chứng đạo ca là pháp, lấy pháp mà chứng đạo. Đại sư Vĩnh Gia 4 tuổi xuất gia, học đủ ba tạng kinh luật luận. Đối với Thiên Thai giáo thì nghiên cứu sâu rộng, sư thuộc họ Đái. Có thể nói sư chưa hề bị nhiễm thế duyên, chưa từng va chạm trong xã hội nên cốt cách tinh thuần vô nhiễm. Có cho nên trong bài ca sư trước tác, lời chân thực, từng chữ bày ra như châu ngọc, không giống như cách lải nhải chú thích của người ta. Bởi sư không bị nhiễm nên lời ca của sư mới thuần khiết và thanh tịnh như vậy.
chứng đạo ca vừa sáng sủa lại thâm áo, văn tự cũng không thấy có chỗ nào là khó hiểu. Vậy mà ý nghĩa thật là vô cùng ảo diệu, biểu lộ Phật pháp thật đầy đủ. Trước khi giảng chứng đạo ca, ngày 7 tháng 12 năm 1965, tôi có làm 14 câu tụng kệ, phát nguyện dốc một lòng chí thành khẩn thiết để giải thích lời ca của bài này. Tuyên hóa thanh tịnh thân khẩu ý, quy mạng đảnh lễ Phật pháp tăng, nãi trí thập phương tam thế Phật, quá khứ hiện tại vị lai chung, chư tôn Bồ Tát Ma Ha Tát, Tây phương Đông Độ lịch đại tổ, cổ vãng kim lai hiển thánh, đăng duy nguyện tam bảo thủy gia hộ, khải ngã chánh giác truyền pháp luân, kiến văn tinh tấn chứng bất thoái, đạo giá từ hàng cứu đồng luân, nhất thiết chúng sanh giai diệt độ, hoàn ngã bổn lai, pháp tánh thân, cận kiến uy âm cổ từ thân, tuyên hóa thanh tịnh thân khẩu ý. Nghiệp của chúng ta đều do thân khẩu ý tạo ra. Thân không thanh tịnh dễ tạo nghiệp, khẩu và ý không thanh tịnh dễ tạo nghiệp. Thân nghiệp dễ phạm là giết hại, trộm cắp và tà dâm, sát đạo dâm. Ý nghiệp thì có tham sân si, như bình thường chúng ta nghĩ tới chuyện thị phi, nghe chuyện thị phi, làm chuyện thị phi, đó đều thuộc tham sân si. Bởi vậy chỗ có thị phi tuyệt đối chưa có gần, chuyện tà vậy tuyệt đối chưa có hỏi. Nếu ta hỏi liền bị nghiệp chẳng thanh tịnh lôi cuốn, bởi có câu khẩu khai thần khí tán, thiệt động thị phi sanh, nghĩa là mở miệng thì thần khí hao tán, lưỡi động thì thị phi sanh. Trời đất phú cho ta thân thể tánh linh là muốn chúng ta sử dụng một cách chánh đáng, chứ không bảo chúng ta lạm dụng để làm những chuyện phi pháp. Người học Phật là phải hồi quang phản chiếu, ngày ngày xét mình, xem mình đã cư xử ra sao, có làm cái gì để tranh giành danh lợi, có tranh đua cho nổi bật, có tranh quyền đoạt lợi hay không. Nếu quả có điều đó thì thật không xứng đáng là tín đồ Phật giáo. Tín đồ Phật giáo là phải khiêm cung, chẳng tranh, chẳng tham, chẳng cầu, chẳng tự tư, chẳng tự lợi, không nói dối. Và nếu theo đúng được 6 tông chỉ lớn này, lúc đó mới có thể gọi là tín đồ chân chánh, ý nghiệp mới gọi là thanh tịnh. Khẩu thì có 4 nghiệp: nói theo rẻ, nói không thật, nói lời ác, nói lưỡi hai chiều. Nói lời theo rẻ thì đại khái như kể những chuyện trai gái dâm ô, khiến mọi người tưởng đến những chuyện xấu, hoặc giả nhằm kể những điều tổn hại danh dự của Phật giáo, khiến người khác có ấn tượng xấu về Phật giáo. Chẳng hạn như nói theo kiểu này: quý vị thấy đó, hắn tu học mấy năm rồi mà thái độ còn hung hăng như vậy, học Phật cái gì? Chúng ta ngày ngày tu học Phật Pháp, nếu chẳng chịu một phen dụng công phu, chính là có lỗi với Phật Pháp, nên phải tự mình trách cứ chính mình, phải trị cho được cái tâm cống cao ngã mạn của mình, cũng như lòng ghen ghét đố kỵ, các loại chứng tật đó trong Phật giáo. Đây là những chướng ngại rất lớn, giam hãm người tu không vượt được ra ngoài tam giới. Bởi vậy ba nghiệp thân khẩu ý là trọng yếu vô cùng. Nói không thật hay vọng ngữ là điều mọi người dễ phạm phải. Nhiều khi nói không đúng sự thật, nói lời dối ngụy mà vô tình không hay biết. Nói lời ác là dùng lời thô lỗ mắng người khác, chọn những câu thật tục tĩu khó nghe hay những lời độc địa, như vậy gọi là ác khẩu. Nói lưỡi hai chiều cũng như kẻ mang hai bộ mặt, trước mặt ông A thì nói xấu ông B, trước mặt ông B thì nói xấu ông A, gây mâu thuẫn giữa hai người, làm cho họ xích mích với nhau như nước với lửa. Trong khi ấy mình thì đứng ở ngoài bàng quan xem hai bên kình địch nhau, nghêu cò tranh chấp cho ngư ông thủ lợi. Bởi vậy trước khi đi vào phần giảng kinh, tôi cố gắng thanh tịnh mọi tập khí, khiến cho thân được thanh tịnh, khẩu được thanh tịnh, ý được thanh tịnh. Đó là ý của câu tuyên hóa thanh tịnh thân khẩu ý, quy mạng đảnh lễ Phật pháp tăng. Tôi xin nhất tâm quy mạng tam bảo, Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo, nãi trí thập phương tam thế Phật, quá khứ hiện tại vị lai chung, tức là chiều rộng trải ra cùng hết 10 phương thế giới, chiều sâu thì suốt dọc 3 đời, quá khứ hiện tại vị lai 3 đời Phật, tôi thảy đều quy kính. Chư tôn Bồ Tát Ma Ha Tát, các vị đại Bồ Tát trong hết thảy các Bồ Tát, tôi đều hướng tới để quy mạng đảnh lễ. Tây phương Đông Độ lịch đại tổ, đây là kế thế các đời tổ sư ở Tây Trúc và ở Đông Độ. Cổ vãng kim lai hiển thánh đăng, các vị thánh hiền từ xưa đến nay giống như những ngọn đuốc sáng chiếu rọi, duy nguyện tam bảo thủy gia hộ,
Trước khi chú giải chứng đạo ca, tôi xin hết lòng chí thành nguyện cầu Tam Bảo vô tận Pháp Tăng thường trú trong ba đời khắp tận hư không cùng khắp pháp giới, gia hộ cho tôi được đầy đủ trí huệ, đặng có thể giảng giải chứng đạo ca. Khải ngã chánh giác chuyển pháp luân, khai mở cho tôi có được chánh tri chánh giác, đặng tôi thấu tỏ đạo lý của chứng đạo ca. Kiến văn tinh tấn chứng bất thoái, khiến cho người nào thấy chứng đạo ca, được nghe chứng đạo ca hoặc thấy Vĩnh Gia Đại Sư chứng đạo ca thiền thích, liền được dũng mãnh tinh tấn y pháp mà tu hành, chứng được niệm bất thoái, vị bất thoái, hạnh bất thoái, ba điều bất thoái. Đảo giá từ hàng cứu đồng luân, quay ngược cỗ thuyền từ bi trở về cõi Sa Bà để cứu chúng sanh hữu tình khỏi cảnh khổ nạn. Nhất thiết chúng sanh giai diệt độ, khiến hết thảy chúng sanh đều được diệt độ, liệt khổ được hạnh phúc, chứng được niết bàn diệu tâm. Hoàn ngã bổn lai pháp tánh thân, trở về gốc nguồn khôi phục lại gốc pháp thân Phật của mình. Cận kiến uy âm cổ tử thân, khiến chúng ta tất cả mọi người được triều bái Đức Phật cổ sơ nhất là Phật Uy Âm Vương, người cha từ bi cổ sơ nhất của hết thảy chúng sanh. Quân bất kiến, tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng bất cầu chân, vô minh thực tánh tức Phật tánh, ảo hóa không thân tức Pháp thân. Dịch: anh thấy chăng dứt học vô vi ấy đạo nhân, không trừ vọng tưởng chẳng cầu chân, tánh thực vô minh tức Phật tánh, thân không ảo hóa tức Pháp thân. Quân bất kiến ở đây dùng chữ quân để chỉ người đối thoại, một lối xưng hô lịch sự cũng giống như tiên sinh. Trương tiên sinh, Lý tiên sinh, bất kiến là có ý hỏi quý vị có thấy hay không. Đây là một lời ướm hỏi, thấy hay không thấy chuyện gì đây? Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, tuyệt học có thể giảng là vô học, nghĩa là chứng được quả vị vô học. Sơ quả, nhị quả, tam quả, ba quả vị thánh này đều là những quả vị hữu học, tức còn phải tu học. Quả vị thứ tư là quả A-la-hán mới là quả vị vô học. Tuyệt học có chữ tuyệt nghĩa là đoạn tuyệt, dứt bỏ con đường học tập. Vì sao dứt bỏ? Vì đã chứng được trí huệ vô vi, chẳng làm mà chẳng có gì không làm. Trong bên ngoài thì vị đó không có chuyện gì làm cả, nhưng thực ra ở bên trong vị đó đương truyền bánh xe pháp, giáo hóa chúng sanh. Chẳng qua vị này không chấp trước vào hình tướng, không muốn lưu vết tích khiến người hay biết, không muốn người đời ca tụng. Nhàn đạo nhân, vì trong bề ngoài là thanh nhàn vô sự, tự tại như người chẳng vướng bận việc gì. Nhàn là nhàn nhã, vị đó nhàn thật, nhưng là bậc đạt đạo, đạo nhân. Đạo, vị đó đã đạt đạo, chẳng phải đang tu đạo. Vậy vị đó đắc đạo gì? Chính là pháp môn tâm ấn của chư Phật. Pháp môn mà đại nhi vô ngoại, tiểu nhi vô nội, lớn để độ đến độ chẳng gì lớn hơn, nhỏ chẳng gì nhỏ bằng. Vì vậy, vị này mới tự tại. Nhàn đạo nhân hàm ý vừa tự tại vừa vui sướng, gồm đủ hai nghĩa bình an và tịch tĩnh. Nhìn vị đó ta thấy dường như vô sự, chẳng vội vàng áy náy, cũng chẳng ưu tư phiền não, lúc nào cũng khoan thai, ung dung, phiêu nhiêu, tự tại. Thật là đạo thông thiên địa, hữu hình ngoại, tứ nhập phong vân biến thái trung. Dịch là đạo thông trời đất hiện ra mặt, trí nhập mây gió tỏa hành vi. Đạo thông thiên địa hữu hình ngoại chính là nghĩa của lớn đến độ chẳng gì ngoài nó. Vừa nói ở trên, tứ nhập phong vân biến thái trung chính là nhỏ đến độ không gì nhỏ hơn. Cảnh giới này chẳng phải là chỗ mà chúng ta những kẻ phàm phu tục tử có thể thấu đặng, đó là cảnh giới của nhàn đạo nhân. Ý nghĩa này cũng có thể nói lên như sau: vạn vật tĩnh quán giai tự đắc, tứ thời giai hứng giữ nhân đồng. Vạn vật tĩnh quán giai tự đắc nghĩa là vạn vật biểu hiện có cái tinh, có cái thô, vị đó nhìn thấy rõ ràng một cách tự nhiên, chẳng gì không thấu suốt mà chẳng cần suy nghĩ mới hiểu. Tứ thời giai hứng giữ nhân đồng nghĩa là trong suốt bốn mùa xuân hạ thu đông, vị đó hòa điệu với mọi người chẳng chút khác biệt. Do đó vị đó là nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng bất cầu chân. Bởi vì một khi vị ấy đã đắc đạo thì đâu còn vọng tưởng để tiêu trừ, cũng sao có chân để chứng đắc, vọng hết chân hiện. Do đó khỏi phải trừ diệt vọng tưởng, chớ không phải còn vọng tưởng mà không chịu trừ khử, chẳng có chân để cầu chứng đắc. Bởi đã chứng đắc tới chỗ cực điểm rồi nên chẳng còn phải mong cầu cái chân. Vô minh thực tánh tức Phật tánh,
Trước khi chứng đạo thì vị đó cũng như mọi người trong chúng ta cũng vô minh đầy phiền não. Nhưng nay thì vị đó đã hiển lộ Phật tánh, đã trở về cội nguồn, bỏ mê về giác, dứt tuyệt vấn đề căn bản sinh tử. Do đó thực tánh vô minh đã chuyển thành Phật tánh. Ảo hóa không thân tức pháp thân. Trước thì thân thể này là hư huyễn, nay thì chứng đắc lý thể của pháp thân. Pháp thân giác liễu vô nhất Phật, bổn nguyên tự tánh thiên chân Phật. Ngũ uẩn phủ vân không khứ lai, tam độc thủy bào hư xuất một. Dịch: pháp thân giác rồi không một Phật, bổn nguồn tự tánh thiên chân Phật. Năm ấm ảo hư mây lại qua, ba độc huyễn hoặc bọt còn mất. Pháp thân giác liễu vô nhất vật. Pháp thân là gì? Đó là thực tướng, song vô hình, vô tướng. Giác nghĩa là sáng tỏ, vô nhất vật. Vì là vị đó chẳng chấp trước gì cả, chẳng có cảnh giới nào làm vị đó mê muội, nên nói một vật cũng chẳng có. Bổn nguyên tự tánh thiên chân Phật, vị này đã chứng được cảnh giới nào, đã đạt được trình độ nào, chính là đạt được cái căn bổn, cái nguồn gốc, tức là Phật tánh. Vì vậy bổn nguyên tự tánh chính là Phật tánh sẵn có trong ta. Thiên chân Phật là chỉ Phật bản hữu sẵn có, do đó vị ấy mới là nhàn đạo nhân, dứt học và vô vi. Ngũ uẩn phù vân không khứ lai. Ngũ uẩn là sắc thọ tưởng hành thức, còn gọi là ngũ cái hay ngũ ấm. Tại sao gọi là ngũ uẩn? Uẩn nghĩa là tích chứa lại. Tại sao gọi là ngũ cái? Bởi vì nó che khuất tự tánh, không để cho tự tánh hiển lộ sáng sủa. Chữ cái nghĩa là che lấp. Tại sao gọi là ngũ ấm? Bởi nó thuộc âm, có tính cách ẩn sâu giấu kín. Sắc là chỉ tất cả những gì có hình. Thọ tức là thọ lãnh. Tưởng nghĩa là suy tưởng. Hành có nghĩa là niệm niệm nối tiếp không ngưng nghỉ. Niệm niệm lưu hành. Thức nghĩa là phân biệt, nhận thức rõ. Năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức, cái nào cũng che lấp tự tánh của chúng ta, và ánh sáng tự tánh bị che, do đó trí huệ của chúng ta cũng bị lu mờ. Năm loại uẩn đó thật là lợi hại vô cùng, cho nên trong tám loại khổ thì có một khổ thuộc về ngũ ấm. Ngũ ấm xí thạnh khổ. Người ta ví nó như ngọn lửa thiêu đốt con người, đốt chết cả tự tánh. Tuy nhiên thể tánh của nó là hư huyễn, cho nên nói ngũ ấm phủ vân không khứ lai, tức như mây nổi bay qua bay lại trên không trung, chẳng có thể chất thực hữu. Thí dụ về năm màu xanh vàng đỏ trắng đen chẳng hạn, chúng chỉ là màu sắc mà không có thực thể, chúng phải dựa vào vật chất để hiện ra từng màu, còn chính chúng chẳng có gì là thực. Nói cho rõ hơn, sắc trong ngũ uẩn, tự thể là những vi trần, tức là những hạt bụi nhỏ kết hợp lại mà thành. Biết bao nhiêu bụi nhỏ đó tụ tập lại mới có thể hiện ra thành hình tướng để chúng ta trông thấy. Nếu những hạt bụi mà đứng riêng rẽ, chúng ta nhận ra chúng chẳng phải là điều dễ dàng. Năm màu cùng tụ tập lại, ta thấy được rõ ràng là xanh vàng đỏ trắng đen. Nhưng nếu riêng biệt từng màu một, ta sẽ không thấy rõ. Chỉ một màu vàng to bằng cỡ hạt bụi, ta không nhận ra. Các màu khác như đỏ trắng đen đứng riêng biệt thì cũng như vậy. Ngược lại, nếu chúng tụ hội với nhau, chúng sẽ hiển hiện rõ. Ngũ uẩn cũng đồng một ý nghĩa như vậy. Thọ nghĩa là lãnh thọ, bởi có sắc nên mới có sự lãnh thọ, có lãnh thọ nên mới có tưởng. Tưởng thì mang ý nghĩa nhanh chóng, ví như con ngựa chạy lung tung, vọng tưởng thì đi cùng khắp thiên địa. Hành có nghĩa là hành động, là di chuyển. Thức chính là sự phân biệt. Cả năm uẩn này đều chẳng có thực thể, bên trong chẳng có gì là chân thực. Cho nên ngũ uẩn có thể ví như đám mây nổi trôi trên bầu trời, như màn sương, phút chốc tụ lại, phút chốc tan đi, tụ lại thành hình, tan đi thì mất dạng, tụ lại thời có, tan đi thời không, ở trong hư không, tự do qua lại, muốn nắm bắt lấy cũng không bắt được. Tam độc thủy bào hư xuất một, tam độc là tham sân si, ba thứ này gọi là độc vì chúng đầu độc chúng ta, khiến cho huệ mạng pháp thân bị hôn mê, bất tỉnh. Tham là lòng tham vô đáy rất khó hàng phục, nhất là tham tài, tham sắc, tham danh, tham ăn, tham ngủ. Hãy nghĩ lại coi, nếu quý vị không tham tài thì lại tham sắc, quý vị chẳng tham sắc thì lại tham danh, nếu tài sắc danh chẳng tham thì lại vướng phải tánh tham ăn, thích ăn cho ngon, ăn chẳng ham nhưng bỏ ngủ thì chẳng được, kẻ ham ngủ thì khi ngủ chẳng còn ham thứ gì khác. Giả thử tặng cho y cả triệu đồng bảo y tỉnh dậy, y vẫn không tin. Cớ sao vậy? Y đương trong cơn mê ngủ, chẳng phải sự thật nên y lại ngủ nữa. Bất luận chuyện gì xảy ra cũng chẳng lay nổi người ngủ say. Người tu Phật không nên ngủ nhiều,
Thí dụ như bảo tới đạo tràng để lễ Phật thì lại nói rằng tôi ngủ chưa đủ giấc. Bảo lên khóa tụng buổi sáng thì lại nói mắt tôi không mở được, làm sao có thể tụng kinh. Vậy là ham ngủ, bỏ ngủ không nổi, đó chính là tham. Sân do lòng tham ngũ dục không toại nguyện mà sanh ra, hoặc bị người khác tranh của mình mà sanh tâm tức giận, si. Nhưng người có tâm sân hận, không có gì là không dám làm, nên hành động một cách ngu si. Bởi lý do đó nên tham sân si gọi là ba độc. Ba yếu tố này đã đầu độc huệ mạng pháp thân, khiến chúng ta không được giác ngộ. Tuy nhiên, dầu ba độc lợi hại như vậy, chúng cũng chỉ là những bọt nổi trên mặt nước, tự sanh ra rồi tự diệt. Nếu chúng ta không để cho chúng lôi cuốn theo, chúng cũng không có cách gì để hại ta được. Chúng chỉ là bọt nước hiện ra thành hình không có thực chất, cũng giống như mây mù che lấp. Bởi vậy mới nói, ba độc giống như bọt nước hư huyễn, khi còn khi mất, sanh ra rồi diệt. Chứng thật tướng vô nhân pháp, sát na diệt khước a tỷ nghiệp. Nhược tương vọng ngữ cuống chúng sanh, tự trêu bà thiệt trần sa kiếp. Dịch: chứng thực tướng không nhân pháp, sát na rũ sạch a tỷ nghiệp. Nếu đem lời vọng dối chúng sanh, kiếp như cát bụi nguyền lưỡi rút. Chứng thực tướng vô nhân pháp, khi chứng được thực tướng lý thể thì không còn nhân, không còn pháp, ý niệm về nhân và pháp đều mất. Sự chấp trước về pháp phá tan, chấp về người cũng không còn, chấp về người đã không có, thì các ý niệm về phải trái của người với ta cũng không còn nữa. Lúc đó sẽ không còn nói theo kiểu này, tôi hiểu pháp, ông không hiểu. Những ý tưởng ngạo mạn coi thường mọi người đều không còn nữa, do đó mới nói vô nhân pháp. Sát na diện tật a tỷ nghiệp. Nên nhớ chữ nghiệp cùng một vần với chữ pháp ở câu trên. Sát na chỉ một khoảng thời gian rất ngắn, chỉ trong một sát na là diệt hết cái nghiệp của địa ngục vô gián. A tỷ là tiếng Phạ, chỉ sang tiếng Trung Hoa là địa ngục vô gián. Một loại địa ngục không có không gian, một người nằm lên giường ngục cũng chật, bao nhiêu nằm lên cũng chật, còn thời gian thì không gián đoạn, triền miên chịu khổ. Có 5 loại địa ngục vô gián được ghi rõ trong kinh Địa Tạng, mọi người có thể tra cứu. Nói một cách khác, trong khoảng một thời gian hết sức ngắn ngủi, mọi nghiệp tội ở địa ngục vô gián đều được tiêu trừ. Sợ nói như vậy mọi người có thể không tin cho là bịa đặt, nên Đại sư Vĩnh Gia mới phát lời thề như sau. Nhược tương vọng ngữ cuống chúng sanh, nếu tôi đem những lời dối ngụy để gạt chúng sanh, thì tự trêu bà thiệt trần sa kiếp. Tôi xin nguyện gặp quả báo vào địa ngục rút lưỡi để chịu tội, trải qua các đại kiếp nhiều như số cát sông Hằng. Lời tôi nói đây là chân, là thiệt, chẳng phải lời dối gạt chúng sanh, cho nên các vị đừng có nghi ngờ. Đại sư Vĩnh Gia biết rằng chúng ta đa nghi thiếu lòng tin, nên mới dùng những lời lẽ khẩn thiết, phát ra những lời thệ nguyện nặng sâu để dặn dò tăng trưởng lòng tin của chúng ta. Quý vị thử nghĩ coi, chư tổ sư từ trước tới nay thường hết lòng quan tâm chúng ta, cũng như tất cả mọi chúng sanh, một lòng mong mỏi mọi người sớm quay về bờ giác. Tấm lòng ân cần gắn bó như thế, xin mọi người chớ phụ lòng, chớ mải miết ra đi, quên bẵng về nhà. Hiện nay chúng ta đương trôi nổi trong chốn xa bà, chẳng phải là quê hương thực của mình. Do đó ta nên mau mau trở về quê cũ, làm bạn lữ với chư Phật và Bồ Tát, hết thảy mười phương chư Phật, Bồ Tát cùng các vị lịch tổ, đại tổ sư hiện nay đương chờ đợi chúng ta, chẳng khác gì cha mẹ trông ngóng con cái về nhà. Ngài Vĩnh Gia bảo chúng ta đừng hoài nghi, nhưng sao trong lòng chúng ta cứ thấy ngờ vực, làm sao chứng thực tướng vô chân pháp mà có thể diệt hết cả tội nghiệp từ vô lượng kiếp, nhiều như số cát bụi, làm sao tiêu trừ được hết tội nghiệp của địa ngục A Tỳ, quá dễ vậy sao, có lý nào lại như thế, chẳng thể tin nổi. Chứng được thực tướng lý thể giống như người vừa tắm gội xong, nên những lớp dơ bẩn trong người được gội rửa hết. Lớp dơ bẩn coi như nghiệp tội của địa ngục A Tỳ nay đã được gội rửa thì đâu còn nữa. Đó là ý nghĩa mà Đại sư Thần Tú nói trong bài kệ: thân thị bồ đề thụ, tâm như minh kính đài, thời thời cần phất thức, vật xử nhạ trần ai. Nghĩa là thân là cây bồ đề, tâm là đài gương sáng, ngày ngày chuyên cần lau, chớ để vướng bụi dơ. Ý rằng chúng ta phải chùi rửa thì mới sạch sẽ, nhưng chưa phải là lời người đã triệt ngộ. Lục tổ nói kệ rằng: bồ đề bổn vô thụ, minh kính diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhạ trần ai. Nghĩa là
Bồ đề chẳng phải cây, gương sáng chẳng phải đài, xưa nay chẳng là vật, bụi bặm bám vào đâu. Bồ đề bổn vô thụ, bồ đề chẳng phải cây, nghĩa rằng tổ chẳng cần cây nữa vì ngài đã chứng bồ đề rồi. Minh kính diệt phi đài, gương sáng cũng chẳng phải đài, tức là tổ không cần gương sáng để chiếu soi. Bổn lai vô nhất vật, xưa nay chẳng là vật, tức là tổ đã đến được chỗ chẳng khởi ý niệm, toàn thể chân tâm hiện bày. Hà xứ nhạ trần ai, bụi bặm bám vào đâu, thì còn có chỗ nào để bụi bám vào. Bụi bặm tức là nghiệp khiến đại địa ngục A Tỳ, tùy nghiệp tội A Tỳ là không. Tuy nhiên chúng ta phải tu mới chứng được, chứ không phải chỉ nghe thoảng, nói suông là thành. Nhất định phải ngày ngày luôn thực sự tu tập, hoặc tu thiền, hoặc học giáo lý, học giới luật, hoặc chuyên tu một pháp môn nào đó. Nếu không tu, vĩnh viễn không thể chứng đạo. Trên đời này không sao có chuyện ngồi mát mà hưởng bát vàng. Vậy tôi mong rằng quý vị chớ có nghĩ này, nghĩ khác, bỏ dở đường tu, mới nửa đường đã vạch ra ranh giới cho là tới đích, để dừng bước lạ như thế muôn đời. Chẳng sao lên đặng núi báu, đốn giác liễu như lai thiền, lục độ vạn hạnh thể trung viên, mộng lý minh minh hữu lục thú, giác hậu không không vô đại thiên. Dịch: thoát giác rồi như lai thiền, sáu độ muôn hạnh thể tròn nguyên, trong mộng lao sao bảy sáu nẻo, tỉnh ra bằng bạt chẳng ba ngàn. Đốn giác liễu, chứ đốn có người giảng là lập khắc, nếu dựa theo ý văn thì phải giảng là tức khắc. Hai từ này có gì khác nhau? Lập khắc có nghĩa là vô tiền vô hậu, không có liên hệ với trước, cũng không có tiếp nối với sau. Lập khắc tức là giác ngộ mà không có liên hệ với quá khứ, cũng không liên quan tới tương lai, đó là hiện tại, tức có nghĩa là lúc này. Vậy lúc này không cùng một nghĩa với lập khắc, vì lúc này tiếp nối với lúc trước và cũng tiếp nối với lúc sau. Lập khắc mang ý nghĩa đoạn tuyệt, còn tức khắc thì không có nghĩa đoạn tuyệt. Một số người giảng đốn giáo là khai ngộ rất mau chóng, có nghĩa, đó nghĩa là của lập khắc. Nhưng nếu xét lại ý nghĩa các chữ thì đốn là tới được chỗ này cũng do từ trước một lúc nào đó đã cất bước đi rồi từng bước đi tới, chớ đâu phải chẳng chịu cất bước mà có thể tới nơi để khai ngộ. Thật là sai một ly đi một dặm. Một số người giảng pháp cho là lập khắc khai ngộ, có khác gì nói trước đó không tu, sau đó cũng chẳng cần tu. Đốn chính là nghĩa trước đó đã từng tu hành và khi tới được chỗ khai ngộ rồi vẫn tiếp tục tu nữa. Lý là đốn ngộ, còn về sự thì phải tiệm tu. Tại làm sao có thể nói như vậy? Bởi vì chúng ta nên hiểu rằng chuyện gì cũng phải hợp lý, vì trên đời chẳng có gì là không hợp lý cả. Lấy ví dụ, trông thấy một cái cây cao lớn kia, ta có biết nó mọc ra từ lúc nào chăng? Nó đã mọc ra từ mấy trăm năm rồi, chẳng phải mới mọc trong ngày hôm nay, nên thân nó mới lớn như vậy. Cây đã như vậy, chúng ta cũng chẳng khác gì. Khi tới tuổi trưởng thành, tới tuổi đội mũ, thời xưa ở Trung Hoa, con trai 20 tuổi gọi là tuổi nhược quán, có thể đội mũ. Tức là cũng phải từ nhỏ, từ 1 tuổi rồi lớn khôn lên, chứ không phải sanh ra đời mà có ngay được tuổi 20. Từ đó suy ra đốn ngộ, cũng phải từ tiệm tu mà chứng ngộ, chứ không thể chẳng tu mà lập tức đốn ngộ. Thản hoặc nếu trong đời hiện tại chưa tu mà ngộ, đó chẳng qua kiếp trước đã từng tu tập, đến kiếp này đúng lúc cơ duyên hội đủ mà bừng lên khai ngộ. Bởi vậy tôi mới nói rằng đốn ngộ là do tiệm tu mà có được, sau khi ngộ rồi lại tiếp tục tiệm tu, cho nên không thể cho rằng không có liên hệ gì với quá khứ và tương lai. Đốn giác liễu, giác là giác ngộ, tức thấu suốt, cũng tức là đã khai ngộ, và khai ngộ chính là thấu suốt đạo lý. Một khi đã thấu suốt đạo lý thì còn phải dụng công tu hành, nếu không sự thấu suốt cũng thành vô dụng. Thí dụ ta biết cách chế tạo máy điện não, computer, ta có vật liệu, lại hiểu biết cách ráp các bộ phận, ta lắp máy vào thì sẽ sử dụng được máy. Nếu ta chỉ biết phương pháp mà không chế tạo thì cũng vô dụng. Hiểu biết phương pháp sau đó cụ thể chế tạo thì mới thành được máy điện não. Cũng theo nghĩa này, khi đã khai ngộ rồi, ta còn phải tiếp tục nỗ lực tu hành. Đúng như lời cổ nhân nói, đại sự chưa xong như đưa đám ma mẹ. Đại sự đây chỉ việc khai ngộ, đại sự đã xong càng như đám ma mẹ. Câu đó có nghĩa là khi đại sự xong rồi, sự khẩn trương cũng giống như lúc cha mẹ chết, phải cẩn mật tu hành. Cho nên được khai ngộ rồi cũng vậy, phải thực sự dụng công tu hành thì mới chứng ngộ, thần não mới xuất hiện.
Cũng giống như máy điện não vừa nói ở trên, Như Lai Thiền, Như Lai là một trong 10 danh hiệu của Phật. 9 danh hiệu kia là gì? Là ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giả, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, thế tôn. Nguyên lai mỗi vị Phật có tới 84.000 danh hiệu. Quá nhiều tên như vậy nên mọi người không thể nhớ hết. Do đó về sau người ta rút xuống còn 10.000 tên, sau lại đổi thành 1.000, lại đổi nữa thành 100. Vậy mà người ta vẫn không thể nhớ hết 100 danh hiệu của mỗi vị Phật. Máy điện não cũng chưa chắc đã nhớ nổi, cho nên bây giờ chỉ còn lại 10 danh hiệu là Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giả, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, thế tôn. Vị Phật nào cũng đủ 10 danh hiệu đó, bởi vì các đức Phật đều giống nhau, đều bình đẳng như nhau, cho nên có câu nói thập phương tam thế Phật cùng chung một pháp thân, cùng đủ cả 10 danh hiệu. Như là lý, như như nói về lý, lai là nói về sự, đây là biểu thị lý sự vô ngại. Như là thừa đạo như thực, lai là đến, đến được chỗ chánh giác. Cho nên Phật vốn không có nơi đến, cũng không có chỗ đi, bởi vì pháp thân Phật là trùm khắp tất cả, chẳng đến chẳng đi. Thiền là tiếng Phạn, bởi vì chữ thiền na dịch nghĩa qua tiếng Trung Hoa là tịnh lự. Tĩnh là thanh tĩnh, lự là tư duy, giảm bớt các suy tư nghĩ ngợi, không cho chúng động, vì động đều là vọng niệm, bất động mới là chân niệm. Bởi vậy cần phải tĩnh lự, thâu mọi sự suy tư, lắng tĩnh lại, không còn vọng niệm, đó gọi là tĩnh lự, và còn gọi là tư duy tu. Tĩnh lự làm cho các vọng tưởng không còn, thì thế nào có tư duy được? Cái tư duy này là như có như không, chẳng phải nhất thiết có, mà cũng chẳng phải không có. Vậy cái đó là như thế nào? Cái đó là tham, trong phép tham thiền. Tham là tham thoại đầu, chẳng phải tham thoại vĩ. Thoại đầu là chỉ cái chỗ mà ngôn ngữ chưa phát ra. Tham là tham cái đầu của câu nói, cái chưa nói, và như tham cái đó thì còn có gì để tư lự nữa chăng? Không còn, chỉ có cái tham mà thôi. Tham cũng giống như người ta khoan lỗ bằng mũi khoan, giống như người ta đào giếng lấy mũi khoan khoan xuống đất cứng thành lỗ sâu. Đất bằng thì làm gì có lỗ, lỗ đó là do khoan. Mũi khoan là dụ cho tham thiền. Có điều lấy vật hữu hình để ví dụ cái vô hình. Mũi khoan cứng khoan xuống mà chẳng xuống cũng phải khoan, khoan cho tới khi nào mũi khoan thấu qua mới được. Đó là lúc phá được bổn tham. Tham cái gì? Tham cái hít tu tư duy, nên gọi là tham thiền. Trong Như Lai thiền không có vọng niệm, tạp niệm, mà chỉ toàn là chánh niệm. Cứ như vậy mà tham, mà khoan, cho tới khi nào mũi khoan thấu suốt thì gọi là khai ngộ, còn gọi là phá bổn tham. Công phu của đốn giác chính là Như Lai thiền. Lục độ vạn hạnh thể trung viên. Lục độ gồm có bố thí, trì giới, nhẫn nại, tinh tấn, thiền định, bát nhã, trí huệ. Bố thí thì độ được nết keo kiệt, trì giới độ làm việc quấy, nhẫn nhục độ lòng tức giận, tinh tấn độ sự lười biếng, thiền định độ tán loạn, bát nhã độ ngu si. Bố thí là để trị lòng tham tính keo kiệt. Chúng ta tu học Phật pháp nên hiểu rõ thế nào là bố thí. Bố thí không phải là kêu gọi người khác bố thí cho mình, mà chính ta phải luôn luôn bố thí cho người. Chẳng phải bảo người khác, quý vị bố thí đi, bố thí đi, quý vị bố thí cho tôi mà tôi chẳng bố thí cho quý vị. Chẳng phải vậy. Cho nên làm việc bố thí là chẳng phải nhất định người ta hóa duyên cho mình thì mình mới bố thí cho người ta. Ta thấy ai cùng khổ thì ta giúp đỡ, đó là tài thí. Ai không hiểu Phật pháp mà ham tu học, như người đói ham ăn, thì ta nói Phật pháp cho họ nghe, khiến họ được hiểu rõ, đó là pháp thí. Hoặc thấy ai đương sợ hãi, không biết nương tựa vào đâu, ta bèn giúp đỡ, giải trừ cho họ mọi điều sợ hãi, đó là vô úy thí. Điều nên biết là bố thí độ lòng keo kiệt. Phàm cái gì của ta, chúng ta đều không muốn bỏ ra cho người khác, chỉ muốn người khác cho mình mà thôi, đó là tánh keo kiệt. Nếu không chịu làm việc bố thí thì tánh keo kiệt không bao giờ phá bỏ được, mà lại trở thành keo kiệt thêm. Phải xả bỏ cái của mình ra, phá bỏ tánh keo kiệt độ cho nó, thì con quỷ keo kiệt mới xấu hổ mà bỏ chạy. Trì giới độ làm việc quấy. Trì giới là biết giữ quy củ, đúng theo quy củ, chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành, chẳng làm điều ác, làm mọi điều thiện. Bố thí là làm việc cho người, thuộc về ý nghĩa chúng thiện phụng hành. Trì giới thì thuộc về nghĩa chư ác mạc tác,
Nếu quý vị làm bố thí rồi sau đó đi giết người, đốt nhà, ăn cướp thì cũng là vô dụng. Nếu quý vị nói rằng tôi lấy của nhà giàu cho nhà nghèo, cướp của người có tiền để giúp người cùng khổ là điều không thể làm được, phải nhớ chư ác mạt tác, không làm một điều ác nào, làm hết thảy việc thiện, chấm dứt điều ác, đề phòng điều sai, cải sửa những việc lỗi lầm, những điều nào đúng thì phát triển thêm, lúc nào cũng giữ chánh niệm, đó là đại lược ý nghĩa của trì giới. Trì giới là biết giữ quy củ theo đúng luật pháp. Trong gia đình không có chuyện cãi nhau, ngoài quốc gia xã hội thì giữ phép nước, trên thế giới không làm phương hại đến chuyện của người, như vậy là trì giới. Nhẫn nại độ tức giận. Tức giận thuộc hỏa, nhẫn nại thuộc thủy. Tánh chất của thủy là nhu hòa, tánh chất của hỏa là táo tợn. Chúng ta lên cơn tức giận, ngọn lửa vô minh vút lên cả 3.000 trượng, tầng trời sơ thiền cũng chịu không nổi. Cho nên ta phải tu hạnh nhẫn nại. Nói về nhẫn nại thì những điều nào nhẫn được không kể làm gì, những điều nào chịu không nổi mà ta cũng cố nhẫn cho được, cái đó mới kể là nhẫn. Chịu không nổi cũng ráng chịu, đấy mới thực sự tu hạnh nhẫn nhục. Chúng ta phải bắt chước Ngài Di Lặc, trong Ngài thân thì mập bụng phệ mà trong lòng chẳng chứa một chuyện gì, đúng là bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhạ trần ai. Cho nên Ngài lúc nào cũng tươi cười hoan hỷ, Ngài tượng trưng cho công phu tu nhẫn nhục. Tu nhẫn nhục phải học Ngài Di Lặc, chẳng phải giả dạng tươi cười, vì cười như vậy là gian, chẳng phải cười thực. Trong lòng có điều tức giận mà lại giả hoạt làm ra bộ mặt khác để che giấu. Che giấu như vậy đối với tín đồ Phật giáo là điều không nên. Bất luận vào lúc nào, trong trường hợp nào, bộ mặt của ta cũng phải chân thực, chứ không thể giả dạng che giấu, đó mới là bộ mặt thực của tín đồ Phật giáo. Nếu che giấu bộ mặt thực của mình để lừa người khác, kết quả chính mình sẽ gặp điều không hay. Ngoài xã hội thường thấy những chuyện như vậy, lừa dối lẫn nhau. Quý vị không thực lòng nói với tôi cũng không thực lòng nói với quý vị. Trong Phật giáo ta nên ngay thẳng thực thà, nói một là một, hai là hai. Cái gì đúng thì bảo là đúng, cái gì không đúng thì bảo không đúng. Chớ không thể biết rõ không đúng mà cứ cố biện bạch, đem cái lầm lỗi đẩy về phía người khác, như vậy là sai rồi. Quý vị không ngay thẳng, không chân thành, Bồ Tát sẽ không hoan hỷ. Do đó chúng ta là người học Phật nhất định phải mang hết tấm lòng thực thà, thành tâm từng giờ từng khắc, cư xử sao cho chân thực, một chút xíu hư dối cũng không có. Đành rằng tu nhẫn nhục là biểu thị một thái độ hoan hỷ. Nhưng nếu trong lòng đương sục sôi giận dữ như muốn đánh giết người ta, mà bề ngoài thì giả dạng tươi cười, làm ra vẻ hiền lành dễ thương cũng là sai rồi. Đấy chẳng phải là nhẫn nhục, đó là giảo hoạt, gian trá. Tinh tấn độ sự lười biếng. Tinh tấn chẳng phải là nói ra rằng tôi tu hành đây, tôi tinh tấn đây, tôi đọc kinh niệm Phật lễ Phật hay đăng tin trên báo chí tu như thế này thế kia. Chẳng phải như vậy. Tinh tấn là nói chính bản thân mình phải tinh tấn, thân tinh tấn, tâm tinh tấn, luôn luôn siêng năng không lười biếng, từng giờ từng khắc không dối lòng, một niềm cung kính như khi đứng trước trời Phật, đứng trước tôn sư, không dối mình, đó mới là tinh tấn. Lúc nào cũng canh cánh bên lòng một niềm tu học Phật Pháp, nghĩ làm sao vậy, nghĩ sao làm vậy, chớ không phải vừa lễ Phật xong miệng đã chửi mắng, tay đã cầm dao giết người, đó chẳng phải là tinh tấn, tu như vậy chỉ là giả bộ mà thôi. Thiền định độ tâm tán loạn. Tại sao chúng ta phải tu thiền định? Bởi chúng ta bị tán loạn quá nhiều, làm cho tinh thần bị tiêu hao, lãng phí biết bao khí lực. Mắt của chúng ta thì nhìn, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân thì xúc chạm, ý thì duyên với các pháp, tất cả giác quan đều quay ra ngoài, khiến cho tinh thần phân tán ra ngoài thành tán loạn. Vậy ta phải làm sao? Phải tu thiền định. Thiền định chính là ngồi lại một nơi, mang tâm ý chìm lắng xuống. Tình trạng giống như mang một bát nước đục để tại một chỗ nhất định, chẳng đụng chạm tới, để bùn đục lắng dần xuống đáy bát, nước thành trong, trông thấy tận đáy. Nước trong suốt dụ cho trí huệ được hiển bày, khi nước còn đục là dụ cho tình trạng ngu si bị vô minh làm vẩn đục, che mờ tất cả. Do đó chúng ta tu thiền định khiến cho trí huệ tăng trưởng dần. Nếu có được định tức trí huệ phát sanh, trí huệ phát sanh là có bát nhã. Bát nhã chính là trí huệ, giúp chúng ta không hành động ngu si. Tại sao người ta cứ làm những chuyện phi pháp? Bởi lý do quá ngu si, không biết con đường tránh đáng. Không ngu si chính là có trí huệ.
Nói đơn giản về lục độ là như vậy, còn muốn nói cho đủ thì nói đến hết kiếp tương lai cũng không hết. Bây giờ giảng về vạn hạnh, các hạnh tu thật là nhiều, vô lượng vô biên, giảng không thể hết. Vạn hạnh nói về sự thực hành pháp môn, đây là những pháp môn thiện, không phải pháp môn ác. Số lượng các pháp môn thiện rất nhiều, kể không hết, nói tổng quát có thể gom lại trong câu: vật dĩ thiện, tiểu nhi bất vi, vật dĩ ác, tiểu nhi vi chi. Chẳng vì điều thiện nhỏ mà bỏ qua không làm, chẳng vì điều ác nhỏ mà làm. Tức là hết thảy mọi điều thiện nên làm, hết thảy điều ác phải tránh, giống như là trì giới, chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành. Chúng thiện là các điều thiện, không nói rõ số mục là bao nhiêu, là rất nhiều, nên gọi là vạn hạnh. Thể trung viên, gọi là lục độ vạn hạnh, chẳng phải đi kiếm ở đâu bên ngoài, mà là thực hiện ở bên trong, từ tự tánh mà ra, mà dụng công phu. Lấy thí dụ về bố thí, mắt của chúng ta nhìn mọi vật, không nên nhìn một cách tham lam mà không chán, như vậy là bố thí rồi, là đã cứu độ cho giặc con mắt rồi. Về mũi thì ta không nên tham luyến mùi hương, như quý vị nói, quý vị giữ giới không trộm cắp, nhưng mũi của quý vị thì rất dễ phạm tội này. Như khi thấy có mùi thơm, quý vị chẳng hỏi ai mà đã hít hà. Thấy có dầu thơm, chẳng kịp hỏi người ta một tiếng, quý vị có dầu thơm cho tôi ngửi một cái được không? Đã vội vàng đưa lên mũi ngửi, đó là giặc mũi đã ngửi lén. Như vậy tức là quý vị không giữ giới, quý vị đã phạm giới trộm cắp. Tai thì ưa nghe âm nhạc, thích những âm thanh hay thì lòng vui sướng, thanh âm không hay thì sanh bực tức. Nghe người ta mắng mình một câu, lòng đã nổi sân hận, quên cả công phu nhẫn nhục, vậy là chưa độ được giặc tai. Tinh tấn độ lười biếng, như khi ăn uống thì dùng tới lưỡi, còn khi giảng pháp thì lại muốn lưỡi nghỉ ngơi. Ăn uống thì tinh tấn, nói chuyện thị phi thì tinh tấn, còn chuyện đúng đắn thì không thích nói, đó gọi là lười biếng, hay là tả tinh tấn, chẳng phải tránh tinh tấn. Nếu quả là tránh tinh tấn thì đã độ cho giặc lưỡi rồi. Thân chúng ta chính là phải an tĩnh, không nên vọng động, nhưng quý vị lại làm cho nó chạy lung tung, chạy tới chạy lui. Công phu thiền định chân chánh là thâu hồi cái lăng xăng của thân thể và mang lại sự an tĩnh cho thân này. Còn về ý, nếu như có trí huệ, chúng ta sẽ không ngu si, vì trí huệ độ được ngu si. Bởi các lý do trên, ta có thể nói rằng pháp lục độ là để độ cho 6 tên giặc của chúng ta, 6 giặc mắt tai mũi lưỡi thân ý. 6 giặc đã thuần phục thì ta không còn vọng tưởng nữa, mà không vọng tưởng tức là tất cả lục độ vạn hạnh thảy đều viên mãn, cho nên mới nói câu thể trung viên. Nếu quả thực chúng ta không còn vọng tưởng, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, thế chẳng phải là 6 độ vạn hạnh thể tròn nguyên hay sao? Mộng lý minh minh hữu lục thú, mộng chính là một loại vọng tưởng hư ảo tạo nên, cũng có loại mộng thực như trường hợp quỷ thần báo mộng chẳng hạn, cho nên mộng có thể là giả mà cũng có thể là thực. Tuy nhiên dầu giả hay thực hay là do linh cảm báo trước, ta cũng không lấy gì làm căn cứ, muốn nắm lấy nắm chẳng được, muốn thấy chẳng thấy gì, bắt không lại đuổi chẳng đi. Có lại ban ngày thấy cái gì, ban đêm nằm mơ thấy cái đó, có thể do sự nghĩ ngợi mà sanh ra, cũng có lại chẳng hề nghĩ gì tới, chẳng hề gặp qua, đột nhiên xuất hiện trong giấc mơ, lại còn linh nghiệm nữa, biến thành chuyện thực. Và loại này đã là loại mộng thực. Tuy thực như vậy mà ta vẫn không kiểm soát được nó, không giữ được, không bỏ được. Muốn bắt lấy mà không xong, muốn đuổi nó mà không nổi. Có những loại linh cảm báo cho biết trước cả năm, hoặc một tháng, hoặc một tuần lễ, nằm mơ thấy cảnh tượng như thế nào, gặp gỡ những ai, làm những chuyện gì, sau đó đều xảy ra đúng in như vậy. Đây là loại mộng do linh cảm, vì phần đông những loại dự cảm này là do ta đã tạo từ kiếp trước. Nhân vì kiếp xưa ta đã tu hành, được các vị thiện thần hộ pháp trợ giúp cho ta linh cảm, nên có những sự việc ta biết được. Đại khái như bây giờ quý vị là cư sĩ tại gia, mà nằm mơ thấy mình là người xuất gia, trong giấc mơ thấy mình mặc áo tràng, đắp y, nghiễm nhiên là một thiện tri thức. Tại sao không xuất gia, lại mơ thấy mình xuất gia? Có thể kiếp trước quý vị đã xuất gia, đến kiếp này quên đi, nhưng thiện thần hộ pháp âm thầm chỉ bày cho quý vị, bảo cho quý vị rõ, kiếp xưa quý vị vốn là người xuất gia, khiến cho quý vị có thể tiếp tục tu đạo, phát tâm bồ đề. Chúng ta hiểu mộng là hư ảo, vậy trước khi nằm mộng thì chúng ta là người thức tỉnh chăng? Sự thật tôi xin nói với quý vị rằng, như hiện nay chúng ta sống trên cõi đời này, nếu chưa khai ngộ, chúng ta vẫn là những kẻ sống trong mộng. Có điều, nếu có người bảo chúng ta như vậy, chúng ta chẳng tin. Chúng ta nói,
Tôi đâu có nằm mơ. Này, xe hơi của tôi đó là loại nổi tiếng, ngồi lên rất thoải mái. Máy bay của tôi bay cao như vậy, tại làm sao bảo tôi đương nằm mộng. Nhà của tôi đẹp, gia đình của tôi sống đầy đủ, muốn cái gì có cái đó, sao lại bảo là trong mộng được? Quý vị không cho là quý vị nằm mơ ư? Nếu quả là thức tỉnh thì tại sao quý vị không nhớ được kiếp trước của quý vị? Quý vị bảo có kiếp trước ư? Nếu quý vị không tin có kiếp trước thì quý vị có tin có ngày hôm qua chăng? Quý vị nói tôi tin. Những chuyện trong ngày hôm qua quý vị có nhớ không? Ngày hôm qua quý vị đã làm những câu chuyện gì? Quý vị nói tôi nhớ. Quý vị có nhớ hết không? Không chắc đã nhớ hết, có những chuyện quên đi. Chuyện trong tháng trước thì sao? Quý vị có nhớ không? Không chắc. Chuyện trong năm trước quý vị có nhớ hết không? Cũng không chắc. Trong kiếp này chuyện mấy năm trước quý vị đã quên rồi, huống chi những chuyện về kiếp xưa. Nếu thế quý vị chẳng sống trong mơ thì quý vị sống ở đâu? Bởi vậy mới nói mộng lý minh minh hữu lục thú. Trong cơn mộng bày ra thật là minh bạch. Nào cõi trời, cõi người, cõi Atula rất rõ ràng. Lại đủ cả địa ngục, quỷ đói, súc sanh, ba đường ác, đúng là sáu nẻo, lục thú. Trong cơn mộng thì biết rõ có lục thú, nhưng khi đã khai ngộ rồi thì giác hậu không không vô đại thiên. Quý vị nên hiểu minh bạch, chớ có bảo rằng thân này rồi sáu nẻo luân hồi cho đến cả tam thiên đại thiên thế giới tất cả là không. Trong bài ca có câu: liễu tức nghiệp chướng bổn lai không, vị liễu ưng tu hoàn túc trái. Xong việc ngộ đạo thì nghiệp chướng là không, chưa xong thì còn phải trả nợ cũ. Khi quý vị đã giác ngộ, tam thiên đại thiên thế giới chẳng còn nữa, huống chi là tấm thân này để cho quý vị chấp trước, để cho quý vị không chịu cái này, không chịu cái kia. Người ta nói quý vị một câu, quý vị đã nổi sùng, đánh quý vị một cái, quý vị nhịn không nổi. Tại sao quý vị không bỏ qua được? Tại sao quý vị chịu không nổi? Bởi quý vị chưa giác ngộ. Nếu quả đã giác ngộ thì hành diệt thiền, tọa diệt thiền, ngữ mặc động tĩnh, thể an nhiên. Túng ngộ phong đao thường thản thản, giả nhiêu độc dược, giả an nhàn. Dịch: đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, nói im động tĩnh, thể an nhiên. Phỏng gặp gươm đao thường nhẹ hững, ví nhằm thuốc độc vẫn bổng tênh. Như vậy đó, có cái gì mà quý vị không bỏ qua được? Có gì mà chịu không nổi? Cho nên có câu: như điểu hành không, không vô tích, như đao chạm thủy, thủy vô ngân. Nghĩa là chim bay trên không chẳng ghi vết tích, như dao chém nước, mặt nước không để lại đường cắt, việc qua rồi là hết. Khi quý vị đã giác ngộ, mọi sự đều không, không tướng nhân, không tướng ngã, không tướng chúng sanh, không tướng thọ giả. Tâm quá khứ không có, tâm hiện tại không có, tâm vị lai không có, ba tâm đều bất khả đắc. Bốn tướng đều không, vậy thì quý vị còn gì để chấp trước? Cả thế giới ba ngả đều không còn, thì còn gì để quý vị chấp nữa? Vô tội phước, vô tổn ích, tịch diệt tánh trung mạc vấn mịch, tỷ lai trần kính vị tằng ma, kim nhật phân minh tu phẫu tích. Dịch: không tội phước, không thêm bớt, tánh mình vắng lặng đừng hỏi bắt, bấy lâu gương bụi chừa từng lau, này lúc rõ phân cần dứt khoát. Vô tội phước, vô tổn ích, bổn lai tự tánh của chúng ta vốn tròn đầy sáng suốt, lớn đến độ không có gì ở ngoài, nhỏ đến độ không có gì lọt vào trong, sung mãn mà rỗng rang trùm khắp thế giới, không có gì để gọi là tội, cũng không có gì để gọi là phước, không có tăng, không có giảm. Bởi vậy mới nói vô tội phước, vô tổn ích. Cái đó là gì? Đó là tự tánh của chính mỗi cá nhân. Tự tánh là tánh tịch diệt, cho nên nói tịch diệt tánh trung mạc vấn mịch. Trong chỗ này quý vị chẳng phải chạy lung tung tìm kiếm cái này cái kia, như có đầu mà đội thêm đầu, cưỡi trên lưng lừa mà kiếm lừa, trong lòng nảy sinh các sự chấp trước. Chỗ ấy không phải là chỗ để quý vị vọng tưởng. Tỷ lai trần kính vị tằng ma, tỷ dụ như tấm kính bị bụi phủ đầy chưa ai lau, kim nhật phân minh tu phẫu tích. Bây giờ quý vị đã biết một cách phân minh rõ ràng. Khi hiểu biết phân minh rồi thì quý vị phải làm, quý vị phải bỏ công lau chùi, lau hết lớp bụi cho thật sạch sẽ. Bụi đã hết rồi, mặt gương vốn sáng liền hiện rõ, đó gọi là phẫu tích. Thủy vô niệm, thủy vô sanh, dược thực vô sanh, vô bất sanh, hoán thủ cơ quan, mộc nhân vấn, cầu Phật thi công, tảo vãn thành. Dịch: ai không niệm, ai không sanh, ví thực không sanh, không chẳng sanh,
gọi người gỗ hỏi nguồn cơn ấy, cầu Phật gia công sớm sẽ thành. Thùy vô niệm, thùy vô sanh. Người nào không có niệm tưởng đây, ai không có niệm, người đó chính là vô tâm đạo nhân. Tại sao lại có chết? Bởi vì có sống nên có chết. Ai không niệm, ai không sanh? Ai là người không có niệm tưởng, ai là người không có sanh? Bây giờ quý vị thử không cho sanh một niệm nào, quý vị làm được chăng? Nhược thực vô sanh, vô bất sanh. Nếu quả thực là không sanh, quý vị sẽ không có một vọng tưởng, không có một tạp niệm. Và nếu không có tạp niệm, toàn thể sẽ hiện bày. Nếu thử quý vị không có vọng tưởng vô sanh và chẳng có không sanh, vô bất sanh, thì trong cái chân không tự nhiên sẽ hiện cái có nhiệm màu diệu hữu, và trong cái có nhiệm màu diệu hữu cũng có cái chân không. Hoán thủ cơ quan mộc nhân vấn. Hoán thủ cơ quan có nghĩa là người gỗ hỏi mở máy như thế nào, cũng là nói cách nào để chúng ta có thể đoạn trừ vô minh, làm cho pháp tánh hiện bày, làm sao cho phiền não được hàng phục. Cơ quan đây là nói tin tức. Nếu quý vị muốn hỏi thăm về điều này, tin tức này, thì giống như người gỗ hỏi, người gỗ không có tâm, không có tình. Cầu Phật thi công tạo vãn thành. Nếu quả quý vị đã tới được chỗ không niệm, không sanh, không chẳng sanh, quả thực tới chỗ không sanh, thì tương lai tất thành Phật. Tạo vãn thành là sớm tối sẽ thành, nhất định sẽ thành Phật. Khi nào chúng sanh đạt được chỗ không niệm, không sanh, chúng ta sẽ không còn xa Phật là bao nhiêu. Đó là chỗ không có gì là không sanh ra. Và cái sanh ra đây chính là diệu hữu, nghĩa là cái có nhiệm màu. Có điều chúng ta hãy còn chấp trước, chưa hiểu thấu lẽ không. Ở trên có nói giác hậu không không vô đại thiên, ở dưới lại nói cái không của chư pháp không tướng. Nếu quả quý vị đã minh bạch lẽ không, thì thực không còn cái gì là đúng hay không đúng, là tốt hay không tốt, là trái hay là phải. Dụng công không phải là ở ngoài hình thức, mà đi vào cốt lõi cái gốc, triệt phá đệ nguyên, xa lìa mọi tướng, phóng tứ đại mạc bà chóc, tịch diệt tánh trung tùy ẩm trác, chư hành vô thường nhất thiết không, tức thị Như Lai đại viên giác. Dịch: buông bốn đại đừng nắm bắt, tánh mình vắng lặng tùy ẩm trác, muôn vật vô thường thảy thảy không, đấy chính Như Lai thật viên giác. Phóng tứ đại. Tứ đại là đất nước gió lửa. Đất thì giải cùng khắp pháp giới, nước cũng giải khắp pháp giới, lửa giải khắp pháp giới và gió giải khắp pháp giới. Đất nước gió lửa đều là vật hữu hình, còn gió là vô hình. Thân thể của chúng ta là do bốn đại giả hợp mà thành. Nếu chúng lìa nhau thì chẳng còn thân thể nữa. Thân thể của chúng ta có thịt gân xương. Cái gì cứng thuộc về yếu tố đất, nước mũi nước dãi nước mắt thuộc về yếu tố nước, hơi ấm độ nóng trong người thuộc về yếu tố lửa, hơi thở ra vào thuộc yếu tố gió. Bốn đại hòa hợp với nhau tạo nên thân thể này. Khi chúng lìa nhau ra thì yếu tố nào trở về với yếu tố ấy? Chất đất trở về với đất, chất nước trở về với nước, chất lửa về với lửa, chất gió về với gió. Mỗi thứ trở về bổn vị của nó, cho nên nói bốn đại là giả hợp. Do sự hòa hợp của bốn đại mà có thân thể này, thì nó với ta có quan hệ gì đâu. Nếu hiểu cho minh bạch rằng nó với ta chẳng liên quan, thì ta còn chấp trước vào cái thân này nữa chăng? Vậy thì còn lý do gì phải chấp trước vào nó để buông xả không nổi? Mạc bà chóc nghĩa là buông bỏ. Buông là nới lỏng bàn tay không giữ lại nữa, không chấp nữa. Buông thả ra chẳng chấp vào bốn đại, đất nước, gió, lửa. Tịch diệt, tánh trung, tùy ẩm trác. Tánh tịch diệt chính là Phật tánh, một tên khác của Phật tánh. Tùy ẩm trác nghĩa là ăn. Nhưng nói về loài chim, chim ăn thì gọi là trác, còn người ăn thì không dùng chữ đó. Ở đây tùy ẩm trác là một cách tự nhiên, không ép uổng. Chư hành vô thường nhất thiết không. Hết thảy chư hành đều là vô thường, và nếu đã vô thường thì có thể coi các hành là không. Cho nên nói nhất thiết không, tức thị Như Lai đại viên giác. Có bổn ghi là tức thị chư Phật đại viên giác. Hai chữ Phật và Như Lai có nghĩa tương tự, không khác nhau mấy. Duy khi đọc lên thì chữ Như Lai có vẻ thuận miệng hơn, dùng để ca sướng thì hợp. Nhất thiết không chính là bổn tánh viên giác của chư Phật mười phương. Quyết định thuyết biểu chân thọ hữu nhân bất khả niệm tình trưng. Trực triệt căn nguyên Phật sở ấn, trích diệp tầm chi ngã bất năng. Dịch: dám nói quyết rõ chân thừa, còn ai chẳng khứng cứ nghiên tầm. Thẳng tận đầu nguồn phăng dấu Phật, chọn lá tìm cành ta chẳng đang.
Quyết định thuyết nghĩa là không nói hầm hồ, nói vu vơ, mà nói một cách dứt khoát cái đạo lý này. Tại sao phải nói ra đạo lý này? Chính là biểu chân thẳng. Chân thẳng này là Phật thừa, chữ thẳng, quen đọc là thừa. Đó là thừa duy nhất, chỉ có một đại thừa mà không có tiểu thừa, nhị thừa. Đây là thừa thành Phật. Có bổn ghi là biểu chân tăng. Chân tăng là thế nào? Quý vị biết giữ giới luật, quý vị là chân tăng. Quý vị không giữ giới luật, quý vị chẳng phải là chân tăng. Giết hại, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, các giới cấm này, quý vị chẳng phạm thì quý vị là chân tăng. Còn như phạm vào các giới giết hại, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu, thì dầu quý vị mang áo của người xuất gia, quý vị cũng chẳng phải là chân tăng. Hữu nhân bất khẳng, nhiệm tình trưng. Giả tỷ có ai không đồng ý với đạo lý tôi vừa nói, thì xin cứ biện bạch mang lý luận ra trình bày. Chữ trưng nghĩa là biện luận, thảo luận, cứu xét. Quý vị có cách gì, phương thức gì, lý lẽ gì, xin mang ra bản cãi, nghiên cứu. Trực triệt, căn nguyên, Phật sở ấn, nghĩa là tôi xin tiếp đưa tới chỗ gốc nguồn của Pháp một cách rốt ráo mà chư Phật mười phương đã ấn chứng. Trích diệp tầm chi ngã bất năng, nếu quý vị bỏ gốc theo ngọn, nhằm chỗ lá, chỗ cành con để dụng công mà quên mất cái gốc, thì đó là điều tôi chẳng thể làm. Tôi chẳng làm những chuyện như vậy, mà tôi phải tìm cái chân thực. Tôi giảng cái chân thực, tôi nói cái chân thực, tôi làm cái chân thực. Quý vị muốn tôi bỏ gốc theo ngọn, bỏ cái gần cầu cái xa, bỏ cái lớn cầu cái nhỏ, mà tôi không thể nào làm được.